Thỏ, các bạn đang xem cuốn sách của tự nhiên. Quyển sách này viết về thế giới động vật, và trong mỗi chương, bác gấu sẽ kể cho các bạn nghe về một người bạn của tớ. Nhanh lên, chúng ta sẽ muộn mất. Bơi sát nhau và đừng để bị lạc. Ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Sẵn sàng lên bờ. Nhanh lên. Đi nào. Xin lỗi anh bạn. Có lẽ họ đang nói chuyện về chúng ta. Câu chuyện đó thật thú vị. Họ nói chúng ta thú vị đấy. Bác ấy đâu rồi? Bác ấy không có ở đây. Tôi nghĩ hôm nay sẽ có mật ong. Mong là bác ấy đến nhanh. Kia rồi, bác ấy đang đến. Các bạn đã ở đây cả rồi ư? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuốn sách của tự nhiên. Câu chuyện hôm nay sẽ nói về dê. Từ lâu, muối đã làm nguyên liệu thiết yếu trong bữa ăn của các loài vật. Dê con và ông cũng không phải ngoại lệ. Ông ơi, tảng muối của chúng ta đang tan dần. Ông biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Ông nhìn xem. Khủng khiếp quá. Đi với ông. Nhanh lên ông ơi. Không còn xa đâu. Chúng ta phải đến xem thế nào. Cẩn thận ông nhé. Đất lở đã lấp toàn bộ hang muối. Chúng ta đào lên ông nhé. Cẩn thận đấy. Cậu định làm gì? Tớ định đào muối lên. Cậu không cần mất công nữa, vì muối tan hết rồi. Cậu nói thật à? Cậu không biết chuột chũi bọn tớ sống dưới đất à? Không may, lượng muối bọn tớ cất trong hang cũng tan hết trong cơn bão. Bọn tớ hy vọng tìm thấy gì ở đây, nhưng chẳng còn gì cả. Cậu đi đâu đấy? Loài dê chúng ta làm sao sống nổi, dù chỉ một ngày nếu không có muối. Chúng ta phải làm gì đây? Cháu quay lại làng báo với thỏ là họ không cần đến giúp chúng ta đào nữa. Muối của làng đã tan hết rồi. Vâng ạ. Cậu nói muối của làng tan hết rồi ư? Đúng vậy ạ. Làm sao chúng ta sống nổi đây? Tớ không biết. Ông tớ tuyệt vọng lắm. Chẳng còn đủ sức nghĩ ra cách nào nữa. Đúng là một thảm kịch. Mình càng đi, núi càng dốc và lởm chởm. Có một ngôi nhà dưới kia. Đẹp quá. Không biết nhà của ai. Xin chào.
Ông là ai? Ông từ đâu đến? Tôi là rùa đến từ biển Nam. Tôi có thể ngồi nghỉ ở đây không? Được chứ. Chắc ông phải đi xa lắm. Đúng vậy. Tôi khát quá. Tôi sẽ lấy nước cho ông. Nước suối đây. Mời ông uống. Cảm ơn ông tốt quá. Cảm ơn. Không có gì. Khát quá. Đứa cháu trai duy nhất của tôi bị ốm nặng. Tôi đang đi tìm cây nghệ tây dại. Chỉ có rễ của nó cứu được cháu tôi. Rễ cây nghệ tây dại khó tìm lắm, kể cả đối với người dân ở đây. Ông nói đúng. Tôi đi mấy ngày nay mà chẳng tìm được gì. Tôi không thể về nhà trắng tay được. Tôi không biết, nhưng tôi rất đồng cảm với ông. Ông ơi, Thỏ và Bác Hiêu sắp tới chỗ này rồi. Họ sẽ đi tìm muối. Chúng ta cũng phải làm thế để sống sót. Mỏ muối mất rồi. Tôi có thể cho ông biết phải tìm muối biển ở đâu. Nếu vậy, tôi sẽ thể hiện lòng biết ơn bằng cách tìm rễ cây nghệ tây dại và mang đến cho ông. Khi đã có thuốc chữa bệnh cho cháu, trước khi về nhà, ông có thể chỉ cho chúng tôi có thể tìm muối biển ở đâu. Tôi biết làm gì để cảm ơn lòng tốt của ông đây. Ông mới là người cần được cảm ơn vì đã chỉ ra cách cứu sống chúng tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để cứu cháu ông. Không có gì quan trọng bằng biết tìm muối ở đâu. Không có muối chúng tôi sẽ không sống nổi. Ông sẽ có toàn bộ số muối ông cần nếu đến thăm nhà tôi ở bờ biển. Có muối ở biển ư? Đúng vậy. Nếu đi theo dòng sông, ông sẽ tìm được nhà tôi, biển và muối. Chúng tôi sẽ đến. Tôi sẽ đợi ông. Khi nào ông đến, tôi sẽ ở đó. Tôi không biết phải cảm ơn ông thế nào. Đến lúc tìm rễ cây nghệ tây rồi. Ông thật tốt bụng. Biển sẽ cho muối hả ông? Cháu có thể nói vậy, nhưng cần mặt trời giúp nữa. Đây, ông hãy cầm rễ cây nghệ tây 100 tuổi này. Nó sẽ chữa khỏi bệnh của cháu ông. Tôi biết vậy mà. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng tìm được. Ý ông là mặt trời và biển cùng làm muối ạ? Đúng vậy. Có cách để tách muối khỏi nước. Ông sẽ chỉ cho cháu khi cháu đến nhà ông ở bờ biển Nam. Cháu không thể đợi được nữa. Sắp hết mùa mưa rồi. Cháu có thể bắt đầu chuẩn bị chuyến đi vượt núi tới biển. Tôi sợ bị lạc đường. Nếu ông theo dòng sông tới cửa sông, ông sẽ thấy biển. Nhà tôi ở trên một vách đá trên bãi cát. Cảm ơn ông lần nữa về cái rễ. Mong sớm gặp lại hai ông cháu. Chúc ông lên đường bình an. Mình sẽ bảo vệ cái rễ quý này thật kỹ. Ông có tin chúng ta sẽ tìm được muối biển không ạ? Tại sao ông ấy phải nói dối chúng ta? Chúng ta phải ngăn Hiêu và Thỏ lại. Khoan đã. Ông rùa vừa nói với ông nơi có muối. Ông vừa nói gì? Ông nói thật đã. Thật mà. Ông ấy nói chỉ vài ngày là chúng ta có đủ muối. Chắc chắn đấy. Nếu đúng vậy thì không cần đi đâu nữa. Chúng ta sẽ quay về nhà. Đúng vậy. Nhưng nếu không đúng thì chúng ta chỉ còn đủ muối cho vài ngày. Chẳng có lý do gì để nghi ngờ lời ông rùa. Phải có niềm tin chứ. Ông ơi, ông về rồi ư? Gặp lại ông cháu vui quá. Cháu đã rất lo lắng. Cháu thấy khá hơn không? Không ạ. Đây, rễ cây để chữa bệnh. Ông có phải đào sâu xuống đất để tìm nó không ạ? Ông không đào xới gì cả. Vậy làm thế nào ông tìm được nó? Ông đi nhiều ngày mà chưa tìm được cây nghệ dại. Rồi tình cờ, giữa dãy núi ông gặp ông dê. Ông ấy đã cho ông cái rễ. Nhờ có ông ấy, cháu sẽ được chữa bệnh. Ông thật là may mắn. Ông đã tặng lại ông ấy thứ gì?
Đổi lại, ông hứa tặng ông ấy muối biển. Ý ông là muối của chúng ta? Đúng vậy, họ sắp đến rồi. Chúng ta sẽ thể hiện lòng biết ơn bằng cách tặng họ số muối họ cần. Vâng ạ, cháu rất muốn gặp và tự cảm ơn họ. Được, nhưng bây giờ chúng ta phải tận dụng đặc tính của cái rễ này đã. Cháu sẽ đỡ hơn ạ? Đúng vậy. Chúng ta nên luộc nó ngay. Bắt đầu càng sớm, bệnh của cháu càng nhanh khỏi. Vâng ạ. Chúng ta chỉ cần thời tiết tốt để làm muối. Ông hy vọng là mọi thứ sẽ thuận lợi. Ông rùa bảo, để tìm nhà của ông ấy, chỉ cần đi theo dòng sông ra biển, có đúng không ông? Đúng vậy. Không may là ông không thể đi cùng cháu. Nhớ là nhà ông ấy ở trên một vách đá trên bờ biển. Cháu đi cẩn thận nhé. Vâng ạ. Có ai ở nhà không ạ? Tớ đây. Cậu hứa sẽ tặng muối cho ông cháu tớ nên tớ đến đây. Không may là muối vẫn chưa làm xong. Muối vẫn chưa làm xong ư? Cậu nhìn xem. Ông cháu tớ đã đổ nước vào đồng muối. Nhưng mấy ngày nay trời nhiều mây quá. Đó là đồng muối ư? Đúng vậy. Nhưng để có muối, cậu cần mặt trời nữa. Ông tớ đã đi nói chuyện với ếch ở trạm khí tượng. Tớ sẽ đi gọi ông. Có chuyện gì đó, hình như cậu ấy định chạy trốn. Ông cậu ấy nói sẽ tặng mình muối. Ông ấy tưởng mình là ai? Mình không cho phép thứ thuốc quý này nằm trong tay kẻ lừa đảo. Nó sẽ quay về với mình. Khi mình kể lại cho ông sẽ hiểu ra. Cậu ấy có vẻ rất buồn và thất vọng khi cháu nói muối chưa làm xong. Khớp xương của ông nói, ngày mai trời sẽ đẹp. Ông ơi, rễ cây nghệ tây biến mất rồi. Chắc dê con mang nó đi rồi, vì chúng ta không có muối cho cậu ấy. Không thể nào. Cháu mang dễ cây nghệ tây dại về à? Vâng, họ định lừa chúng ta. Họ chỉ có những bể lớn nuôi cá. Không có một chút muối nào ư? Vâng ạ. Không thể nào rùa lại lừa ông sau khi ông tặng ông ấy cái rễ. Cậu về rồi ư? Về rồi à? Ừ. Bác không nghĩ cháu sẽ về sớm thế. Họ lừa chúng ta, chẳng có muối nào cả. Cậu nói gì cơ? Nhưng ông rùa đã hứa rồi mà. Làm sao chúng ta tin người lạ được? Mọi người không nhớ câu chuyện rùa lợi dụng thỏ để bán lông của cô ấy cho thần biển ư? Ôi không, sao ông lại tin lời rùa nhỉ? Ông đến tuổi bị lẫn rồi ư? Giỏi lắm rùa ạ. Cảm ơn ngài. Chúng ngốc lắm. Ông sẽ không quên bài học đó. Chúng ta phải cẩn thận. Lẽ ra ông không nên cản chúng cháu đi tìm muối. Chúng cháu đã tin ông, vậy mà ông làm chúng cháu thất vọng.
Chúng ta phải đi ngay khi vẫn còn kịp. Khoan đã, ông sẽ đi tìm rùa. Đó đúng là việc nên làm trước tiên. Như vậy ông sẽ dạy cho rùa một bài học. Ông ơi, ông định đi đâu đấy? Ông đi gặp dê để lấy lại cái rễ. Cháu ở nhà nhé. Nhanh lên ông ơi, sắp đến nơi rồi. Cháu đã mang rễ cây nghệ về à? Vâng. Ở chỗ ông, người ta gọi thế là ăn cắp. Ông thật to gan mới dám nói thế với cháu tôi. Ông mới là người lừa đảo người khác. Ông nói gì vậy? Ông không hề có muối. Cháu tưởng ông lừa cháu à? Ông đã làm gì mà bị nghi ngờ thế? Cháu chỉ cần kiên nhẫn thêm 1-2 ngày. Đừng che giấu sự thật nữa. Ông hứa sẽ cho chúng tôi muối. Ông hiểu nhầm rồi. Thời tiết xấu quá. Muối chỉ hình thành khi có mặt trời. Ông ơi, đi xem đi. Đầy muối này. Ông lại đây mà xem. Ông có thể giải thích cho cháu, ông sản xuất muối trong hồ cá như thế nào không ạ? Đây không phải hồ cá mà là đồng muối. Thế ạ? Trông giống hồ cá nhưng đây là đồng muối cháu ạ. Ông có thể giải thích cụ thể không? Tất nhiên. Trước hết, chúng tôi đưa nước biển vào chúng. Từ đó, chúng tôi dẫn nước vào từng bể. Chúng tôi đợi nước bốc hơi nhờ ánh nắng mặt trời, rồi chuyển thùng để nó khô hoàn toàn. Ý ông là muối đã ở trong nước ạ? À? Đúng rồi. Mỗi lít nước biển chứa khoảng 33 gram muối. Ông biết có thể tìm thấy muối trong lòng đất, nhưng muối biển là tốt nhất. Nếu cháu dùng muối phủ lên khắp trái đất, sẽ tạo ra một lớp dày tới 35 mét đấy. Tại sao phần lớn muối lại ở biển ạ? Vì ở biển, muối không bị hòa tan dễ dàng, mà liên tục được bổ sung nhờ đất bị cuốn ra biển. Ngay cả tảng muối lớn của làng cháu cũng bị cuốn ra biển. Đúng rồi. Nhưng cháu thấy đấy, cũng dễ lấy lại mà. Nhờ có nước biển và mặt trời mà chúng ta tạo ra muối. Chúng ta thật may mắn vì muối là một dưỡng chất quan trọng. Thiếu nó, chúng ta sẽ không sống nổi. Hy vọng những gì ông nói sẽ bổ ích cho cháu. Vâng, cháu đã hiểu ra nhiều rồi ạ. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã lấy lại rễ cây nghệ Tây. Chúng tôi đã không tin ông và có lẽ đã làm bệnh của cháu ông nặng thêm. Xin ông hãy nhận lấy. Cảm ơn ông. Đây cũng là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải biết người sống trên núi như ông ít biết về biển. Ông hãy lấy số muối ông cần và sớm quay lại nhé. Cảm ơn ông.
Loài dê. Dê được phân loại thế nào trong vương quốc động vật? Dê là động vật có vú, thuộc bộ Antiodactyla, họ Bovidae, giống Capra. Chúng là động vật có kích thước trung bình và có sừng đa dạng về hình dáng và kích cỡ. Con đực có sừng dài và nhọn, sừng của con cái thì nhỏ hơn. Có bao nhiêu loài dê và chúng sống ở đâu? Có 4 loài dê hoang thuộc giống Capra. Chúng chỉ sống ở vùng núi của châu Âu, châu Á và châu Phi. Đó là dê Siberia, dê Tây Ban Nha, dê núi Alper và dê Makhor. Ngoài ra, còn có những loài được lai tạo. Chúng sống như thế nào? Dê sống theo đàn, thường gồm có dê cái, dê con và dê đực con. Dê đực trưởng thành sống một mình. Chúng chỉ sống với đàn vào mùa sinh sản. Chúng di chuyển như thế nào? Dê là loài vật dẻo dai. Chúng vừa có khả năng sống trên núi treo veo, vừa có thể giữ thăng bằng khi đi qua những mỏm đá trong những điều kiện nhất định. Chúng thường ăn gì? Dê ăn cỏ và các thức ăn tạp khác. Chúng có thể ăn bổ sung rơm, nấm và rêu. Chúng tự vệ như thế nào? Chạy trốn là cách tự vệ chính của dê. Dê trưởng thành thường bị các loài ăn thịt săn bắt, còn dê con là mục tiêu của chim săn mồi. Chúng có mối quan hệ thế nào với con người? Dê hoang luôn lẩn tránh con người vì chúng thường bị săn bắn. Các loài dê đã thuần hóa, được nuôi lấy thịt và sữa. Chúng có thể sống trong thành phố không? Các loài dê đã thuần hóa có thể sống trong thành phố, đặc biệt là những khu đất trống. Các bạn thấy thế nào? Chúng ta không thể sống thiếu muối, dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng tớ thích mật ong hơn. Nhìn xem, ai đang đến kìa?